Hello, xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đến với kênh Hante Channel. Và các bạn ơi, hôm nay anh em mình sẽ đến với một cái thành viên khá là đặc biệt thuộc dòng, đó chính là Heroic các bạn ạ. Bé này là Heroic Mon hen. Wow, nhân vật này của chúng ta sẽ có là 4 chiêu ha. Và đây là cái skin của bé ấy luôn các bạn ạ. Con này nó sẽ có 3 cái skin ha. Đầu tiên sẽ là Baby. Đây, skin nhỏ xíu các bạn ạ. Rất là dễ thương ha. Hiệu ứng đó chính là wow, 3 cục nước bốc lên, quá là tuyệt vời luôn. Rồi, và đây là skin khổng lồ các bạn, skin to lớn ha. Ở đây thì wow, 3 cục nước thì nó bắt đầu nó lớn hơn rồi ha. Và đây là skin vàng, quá là đẹp luôn. Rồi, bé này sẽ có trong mình là 4 chiêu nha mọi người. Và các bạn ơi, Hunter thì có bán những cái mảnh rồng cho mọi người để các bạn có thể nâng sao và summon nha. Anh em nào đang cần những cái mảnh rồng thì đừng quên liên hệ trực tiếp với Hunter qua Facebook nha. Và mình cũng có nhận mở những cái gói trong game nha mọi người. Anh em nào cần mở những cái gói VIP hay là muốn mua game thì cứ việc liên hệ trực tiếp với Hunter qua Facebook nha. Ở đây thì chúng ta sẽ có là 4 chiêu nha mọi người. Chiêu đầu tiên của anh em mình sẽ là tuyệt chiêu Quyền Thoại. Chiêu thứ hai của chúng ta thì là tuyệt chiêu nước nha. Chiêu thứ ba là kim loại. Và chiêu cuối cùng của chúng ta sẽ là tuyệt chiêu thuần chủng nha mọi người. Đây, quá là tuyệt vời hen. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau xem thử nha các bạn. Wow, ba thành viên khá là hộ báo trường mẫu giáo luôn. Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu thôi nào. Let's go. Đây, nghĩa nhẹ thử đại hình của tên bạn nha. Lần này thì chúng ta sẽ đến với cái thành viên đó chính là Heroic Mon. Tuyệt chiêu kim loại. Bế nhẹ tên bạn chỉ một hit thôi các bạn ơi. Quá là tuyệt vời. Rồi rồi, bây giờ anh em mình sẽ xài tới tuyệt chiêu đó chính là Quyền Thoại nha. Wow, quá là đỉnh luôn. Và các bạn ơi, anh em nào mà xem video đừng quên để lại cho mình một like cũng như là đăng ký kênh ủng hộ cho Hante Channel nha các bạn. Rồi, quá là tuyệt vời luôn. Đây, nghĩ nhẹ thử đội hình của tên bạn nha. Chỗ này thì Kisun 5 sao. Wow, anh em mình lụm nhẹ cái nè. Ôi, 223 nha. Wow, pha này anh em mình sẽ đến với tuyệt chiêu đó chính là Pu, hay còn gọi là thuần chủng ha. Rồi, lụm nhẹ với nước nè. Hiệu ứng thì nhìn khá là đẹp luôn nha mọi người. Tạo ra một cái dòng lốc xoáy cho các bạn xem lại tuyệt chiêu đặc biệt đến từ chiêu nước nha. Wow, một cơn lốc xoáy nước các bạn à. Ngon lành. Rồi, ở đây thì anh em mình lụm thêm được tầm khoảng 6 viên game rồi bỏ túi ha. Đây, tiếp luôn coi nào. Ôi chà. Rồi, chỗ này nó đang tải rồi. Nó chưa tải xong cho mình luôn ấy nhở. Rồi, bây giờ anh em mình tạm thời sẽ đến với cái Advent đi các bạn ơi. Nghĩ nhẹ thử cái Advent này cái. Mình đang có tầm khoảng 88 điểm nha. Ui, đi cày điểm tiếp các bạn à. Chỗ này thì chúng ta sẽ đi thu hoạch thức ăn. Chỗ này thì sẽ là cái gì nhỉ? Cho rồng ăn. Rồi, cái này thì là thả 5 quả trứng rồng ra. Rồi. Cho rồng ăn. Ok, để mình kiếm coi. Wow, mấy bé này level cao thế nhờ. À, có bé level 1 nè. Ui, con này nó có thêm cái con pet nữa các bạn à. Và bé này thuộc dòng đó chính là Legend nha. Nhìn khá là đáng yêu luôn các bạn ơi. Ôi, cái con pet nó bay bay, có đôi mắt sáng rực hen. Ok, anh em mình thì lượng thức ăn đang có tầm khoảng là 785 triệu nha các bạn. Ôi, cái lượng thức ăn cũng khá là ổn luôn đấy. Đây, anh em mình cho lên tầm khoảng level 20 đi ha. Rồi, vuốt ve xem hiệu ứng của bé yêu này coi. Dạ. Rồi, quá là tuyệt vời luôn. Rồi, bây giờ thì anh em mình sẽ trở ra ha. Đây, hoàn thành xúc xích nhiệm vụ. Chỗ này thì anh em mình sẽ đi thu hoạch thức ăn. À, mình đã được 1/2 rồi. Thức ăn của anh em mình đâu rồi? Rồi, chúng ta sẽ mua nhẹ. Mình sẽ mua cái lượng thức ăn thấp nhất nha. Và 30 giây thì anh em mình sẽ thu hoạch được một lần ha. Wow, tiếp theo luôn. Advent này là Mazda Iceland. Và sự kiện này nó còn kéo dài tầm khoảng một ngày mấy ha mọi người. Ôi, bé yêu này có ống nghiệm. Có ống nghiệm Heroic. Ôi, được 4 ống các bạn à. Rồi, mình thì mình cũng hơi bị me ống nghiệm ha. 200, mỗi bước đi di chuyển cũng hơi bị tốn kém nha.
Nhưng mà mình thì mình đang mê ống nghiệm các bạn ơi, cần ống nghiệm để trending ấy, trao đổi mạnh với anh em, cho nên đó là mình sẽ cố gắng bế cái thành viên này ha. Vô kèo. Ôi, mình thì chắc không bế nó về nhà nổi đâu. Mình bế tới cái ống nghiệm thôi các bạn à. Đây, để kiếm ống nghiệm heroic mà trao đổi với mọi người được ha. Đó, anh Tài thì cần cái số lượng ống nghiệm khá là lớn. Cho nên chỗ nào mà có là mình tranh thủ mình lụm liền. Wow. Rồi, lên luôn ha. Ui, 600 điểm mỗi bước đi luôn kìa. Rồi, để lụm được cái ống nghiệm này thì anh em mình tốn bao nhiêu điểm đây? Wow, 20 mảnh luôn hả? Nhiều thế. 700. Ui. Rồi, lụm được 4 ống nha mọi người. Yeah. Rồi, để mình coi coi còn chỗ nào mà nó có ống nghiệm nữa không anh em mình tranh thủ đi lụm tiếp nha. Đâu rồi, bé yêu này thì rồi, con này thì không có ha. Tiếp theo là ER. Con này thì không luôn, mình thì mình me ống nghiệm thôi. Ôi, VR. Ôi, VR này thì chỉ có đồ chơi Advent thôi. Rồi, lụm bé VR này luôn nha. Anh em mình sẽ bế cái con VR này đi lại giải cứu chiếc chìa khóa nha các bạn. Mình đang có được tầm khoảng là 2000 mấy, 2009 ha. À khoan, ở đây thì có mấy con Legend nè, để mình coi mấy con Legend này nó có cho anh em mình thêm ống nghiệm không. Đâu rồi. Ôi. Ôi 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 ôi, cái ống nghiệm tuốt ở trên mà được tới 10 ống lận. Wow. Cái ca này hơi ngon nha, nhưng mà cái số điểm để đi lên trên đây thì nó cũng hơi thốn ha. Ôi, hơi thốn á các bạn. Không biết mình gồng nổi không. Để ráng thử coi các bạn ơi. Anh em mình quan trọng ống nghiệm lắm. Rồi, cố lên nha bé. Rương này thì hên hên anh em mình sẽ ra được tới 100. Ủa, được game hay là thức ăn nè. Rồi, được thức ăn ha. Wow, và đây là món quà sinh nhật của Dragon City các bạn. Lên luôn. Ui, mỗi bước đi tốn tầm khoảng 500 điểm luôn á hả. Ui, 1 triệu. Wow. Những cái món quà mà nó càng giá trị thì phần thưởng nó càng ngon nha. Ở đây là, ui, 1 triệu với lại là 10. Hên hên thì được 10 viên game. Đó, có 10 viên game bỏ túi luôn. Ôi, anh em mình hết điểm rồi. Và bây giờ Dragon City muốn bán mình cái này với giá là 79 nha các bạn. 79.000. Ok. Không đủ tiền để mua. Rồi, bây giờ thì anh em mình sẽ ra thu hoạch nhãn cái nha. Đây. Sạch sẽ luôn. Rồi, chắc là đủ rồi ha. Bây giờ thì anh em mình đã đủ điểm rồi nè mọi người. Này thì thả 5 quả trứng rồng ra. Anh em mình các bạn thả thì các bạn nên mua mấy cái quả trứng. Các bạn vô shop nha. Các bạn mua mấy cái quả trứng hệ đất đó các bạn. Đây, anh em mua đại cho mình. Mua càng nhiều càng tốt. Rồi sau đó các bạn thả nó ra ha. Đó, thì khi đó thì chúng ta sẽ được những cái điểm ha. Đây, đây là những cái mẹo nhẹ chia sẻ cho anh em để chúng ta đỡ phải tốn thời gian chờ ấy. Rồi, chỗ này thì các bạn sẽ thấy ok ha. Bây giờ anh em mình sẽ đến với một cái khu vực nữa. Ui, bây giờ là đến với cái gì đây? Ống nghiệm. Wow, lần này là ống nghiệm ha mọi người. Chúng ta sẽ được đó là, để mình coi coi bao nhiêu ống đây. Ai, 5 ống heroic và 5 ống legend. Đó, cái này là lên ráng lên rừng 6 nha anh em. Nhiệm vụ là thả mấy cái bé rồng này nó ra cái chỗ ấp trứng. Ok, rồi ở đây thì các bạn thả cái này ra cái môi trường sống nha. Ui, trời, được 50 điểm nữa nè. Wow. Unlock thêm được một khúc nữa rồi. Vì cái gói này là Hunter mở rồi nha anh em. Đây, cho nên cái phần thưởng của mình đó là mình nhận nhân 2, là không phải nhận ở phía dưới không mà mình còn nhận phía trên nữa nè. Đó, unlock ngon lành hết rồi. Đây là Orbit của dòng Legend. Wow. Rồi, anh em nào mà muốn mở những cái gói thì cứ việc liên hệ với mình nhé. Đây, Hunter thì mở bằng thẻ Visa nha. Và số tiền là số tiền gốc luôn, chứ mình không có mở những cái gói giá rẻ nha. Nhiều bạn comment nó hỏi Hunter là
anh không có mở những cái gói giá rẻ sao? Thì ok, Hantai không có mở những gói giá rẻ nha. Mình mở bằng giống như là mình mở bằng tiền mặt, tiền thật của mình á. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ bán mấy cái bé này ha. Đó. Rồi, mình mở bằng tiền thật cho nên nó là nó an toàn cho các ạc của các bạn 100% nha. Ok, còn bây giờ chúng ta sẽ đến với chỗ này mình sẽ mang cái thành viên Mon đi ha. Wow, 70, ui 60. K này thì anh em mình lụm nhẹ tên bạn ha. Đội hình này level cũng khá là ngon ha. Wow, cổ lên anh em ơi, mới vô cưa nhẹ cái nè. Rồi, chỗ này anh em mình lụm luôn. Wow, 4 sao nha mọi người. Đây, pha này anh em mình sẽ đến với là thành viên này hen. Vô kèo luôn. À, chỗ này thì chắc có lẽ anh em mình sẽ đổi qua cái bé này đi. Lắm, quá là tuyệt vời. Con này là Heroic thời gian nha mọi người. Em này thì các bạn sẽ thấy nó khá là mạnh. Đầu tiên là nó sẽ có một cái bộ giáp của dòng Titan. Anh em nào chơi con này lâu thì biết ha. Cái bộ giáp của dòng Titan anh em mình sẽ chịu được một chiêu. Rồi sau đó thì nó lại có thêm cái chiêu đặc biệt. Các bạn có hai chiêu được. Một là chiêu hút máu, hai là cái tuyệt chiêu đặc biệt là chiêu gió. Chiêu gió này nó sẽ cho anh em mình là wow, chiêu của nữ hoàng, chiêu của Sinful và chiêu của cái con Vam. Con này là cái khả năng quýnh lan nha các bạn. Chiêu này là khả năng quýnh lan. Còn chiêu của nữ hoàng của chúng ta đó là giật đam. Giật đam lên tầm khoảng 6 lần nếu như hơn. Còn chiêu của Sinful thì các bạn biết rồi đó. Thêm một lượt đánh hen. Rồi lụm nhẹ nè. Đây, vậy cái con Heroic Titan này nó cũng khá là bá đạo rồi ha mọi người. Đây, nghĩ nhẹ thử đội hình của tem bạn nha. 50, ui 40 ha. Rồi, cố lên. Ma thời gian, ui bạn này made in Việt Nam các bạn à. Vô kèo ghẹo bạn này ha. Ôi, từ từ, mém ngẫm, hồi ôi. Mém nữa đi du lịch rồi các bạn. Lần này thì mình sẽ cho Heroic Voodoo. Đại, nhân vật bá đạo của chúng ta. Thêm lượt đánh, ấy cha. Thêm được một lượt đánh nha. Bây giờ thì lụm tên bạn cái nữa nè. Đó. Rồi, nhân vật chính ngày hôm nay của mình là bé Mon. Cho nên là mình sẽ yêu thương và ưu tiên nó một xíu nha. Đó, skin, nguyên một cái skin được bọc vàng 4/9 á. Ây, quá ghê gớm luôn. Rồi, chỗ này anh em mình đổi tem tí nha. Wow, có con Micho. Ôi, con này hơi bị căng này các bạn ơi. Rồi, chúng ta sẽ đi gẹo nha. Con này nó có cái khả năng đặc biệt là nó có xây được một cái giáp để giảm cái lượng đam á mọi người. Ui, sát thương nhân 2 với mình hả? Căng nhờ. Rồi, anh đại của chúng ta với Heroic thời gian. Đây, lụm nhẹ tay bạn chỉ trong vòng một hit. Ui, căng nhờ. Oh my god, quýnh lan luôn hả? Rồi, và đây là Macaron. À, các bạn biết rồi đó, dòng Macaron thì nó rất là mạnh với khả năng hút máu nha. Ở đây thì hai con Heroic này của mình đều có khả năng hút máu hết nha. Thuộc dòng Macaron mà. Lụm nè. Đó. Còn tem bạn thì cũng không phải dạng vừa, lượng đam 125. Sát thương bạn ấy gắn thêm cái bé tăng sát thương các bạn à. Đam lên tăng thêm tới 33% lượng. Ôi ôi, hèn gì lượng đam muốn một phát 125.000 luôn. Và đây là khả năng hồi sinh của bạn ấy. Wow, ngon lành nha. Rồi rồi, bây giờ anh em mình sẽ đến với là bé yêu đặc biệt đi. Lắm. Ui, căng nha, lấy ngay chiêu nữ hoàng. Mà chiêu nữ hoàng là từ chiêu mặt trăng. Anh em mình quýnh không được. Gắt thế nhờ. Rồi, chơi khô máu luôn chứ sao giờ. Wow. Rồi, chỗ này anh em mình chúng ta sẽ chuyển sang cái con này đi ha.
Đây, bật cái hút máu. Ui, vô đọt này chưa có cái... chưa có gắn cái vết hồi sinh nha. Ôi, hơi căng rồi. Tính toán làm sao đây? Ở đây anh em mình chỉ có con này có cái vết hồi sinh thôi. Ôi, hơi rung tim rồi. À, hút máu. Wow, gắt thế. Bây giờ anh em mình lụm con này thì được nè. Nhưng mà quan trọng là mình cần cái chiêu thêm một lượt đánh á. Đúng rồi, cái chiêu này rồi các bạn. Cái chiêu này nó rất là quan trọng với anh em mình đó. Không có chiêu này là mình sẽ hy sinh một con đó. Đó, các bạn thấy cái sự bá đạo, cái sự gọi là ghê gớm đến từ nhân vật Voodoo của chúng ta chưa? Ôi chà, không có cái chiêu đó là anh em mình đi du lịch xa bờ liền. Rồi, bây giờ anh em mình sẽ cùng nhau trải nghiệm nhẹ. À, chúng ta sẽ đến với là... ui chà, 313, con này có cái khả năng quýnh sông chạy nè mọi người. Rồi rồi, tới công chuyện luôn. Wow, gãy giáp. Đây, anh em mình xài luôn chiêu đặc biệt ha. Thì chiêu hút máu đại pháp các bạn. Nhưng mà nhân vật chính ngày hôm nay của anh em mình là bé Mon mà. À, cho nên phải mang nó ra yêu thương các bạn à. Đây, chỗ này thì chúng ta sẽ đến với là Vudosi. Wow, hút máu nha mọi người. Ôi chà chà, ca này anh em mình tính toán sao cho hợp lý đây, lắm. Hồi sinh trở lại thêm một lần nữa. Ý chà, tên bạn vàng rồng này cũng hơi khủng nha, anh em mình quánh cũng hơi vất vả đấy. Rồi, bây giờ là đến với nhân vật Heroic đặc biệt. À, Heroic AS các bạn ơi. Ca này anh em mình lụm với chiêu... để coi coi ra chiêu gì đây, chiêu của... ôi, Macaron Gold. Búp máu đại pháp. Rồi, kéo cho anh em lên được khúc máu cũng tạm ổn ha. Victory. Rồi, ok, bây giờ... ui, chà. Lần này thì tem bạn 3 con rồng VIP nè mọi người. Wow, 3 thành viên khá là xịn sò luôn nha. Rồi, xem tên bạn nào. Wow, nó vả một phát, một máu tuột quá ghê gớm. Rồi, lần này mình sẽ nhờ đến Harrismon. Đây. À, bé này do khi mà chiến đấu, nó sẽ lấy cái lượng máu nó để tăng thêm cái lượng sát thương đó mọi người. Cho nên nó là lượng máu của bé ấy sẽ bị giảm. Anh em mình vả thêm một cái nữa là đủ để đưa đi du lịch luôn. Rồi rồi, tới công chuyện rồi, hút máu nè. Đây, dòng Titan thì nó có cái giáp khá là chắc nha. Anh em mình phá xong cái giáp rồi mới lụm được. Và đây là... wow, giật lên tới 144.000. Tuyệt chiêu của nữ hoàng nha. Ở đây thì Kamas. Hey, Harris Kamas ha. Rồi, anh em mình giao lưu nhẹ với bé Mon đi. Wow, 107. Ôi căng nhờ. Ôi victory nha mọi người. Đây chỗ này 60. Ui đổi tem. Anh em mình kiếm cái tem mới tí nha. 55, 60 và 50 rồi. Wow, tem bạn có một cái con Harris AS nha mọi người. Con này thì level là 60. Đây, chúng ta giao lưu nhẹ nè. Đầu tiên thì chiến với Kamas. À, bé Kamas này cũng khá là mạnh đây. Wow, 3 ngôi sao vàng lấp lánh và... rồi, lên bảng đếm số. Đây, ca này thì đến với Harris AS. Ui, ôi, Harris của mình nó mạnh quá các bạn à. Vả phát nào là bay màu phát đó liền.
Đây, lụm luôn ha. Victory. Ôi, quá tuyệt vời các bạn ơi. Rồi, ở đây thì anh em mình có cái chiếc rương nha. Để xem coi anh em mình mở ra rương gì đây. Wow, 50 mảnh rồng đá luôn. Ôi, bị hên nha. Oh my god, không nghĩ là hôm nay anh em mình lại hên đến vậy luôn ấy. Rồi, bây giờ anh em mình sẽ ra ngoài. À, chúng ta sẽ đến với khu vực list coi. Đây, bây giờ thì nó đã tải lại xong cho anh em mình rồi. Anh em mình có thể chiến trong đây rồi các bạn à. Let's go. Wow, đâu rồi, lụm nhạc cái. Ê, quên nữa, nhân vật chính của mình ngày hôm nay sẽ là bé Mon mà. Cho nên nó là mang bé Mon ra cho nó yêu thương một xíu nha. Vô kèo các bạn ơi. Rồi rồi, tới công chuyện ha. Victory. Đây, 132. Bây giờ anh em mình sẽ gẹo các bạn level 132 nha các bạn. Rồi. Wow, 114 luôn. Ôi, đam gắt thế nhờ. À, anh em mình sẽ đến với bé Mon đi với cái skin vàng rực rỡ như vậy. Đó, phải cho nó gọi là cho nó ưu tiên nha các bạn. Wow, 5 sao luôn. Ui, bạn này khá là ghê hen. Đây, Heroic 5 sao các bạn, level là 40. Victory nha. Chỗ này thì à, bạn này 132. Rồi, giao lưu nhẹ với thành viên này luôn hen. Đây, cho một mình lụm 3 nữa nè. Rồi rồi, thành viên cuối cùng sẽ là rồng đá ha. Wow, 190k. Ghê vậy. Ok, và các bạn ơi, hiện tại thì Dragon City đang có một số đang bán một số mảnh cũng khá là ổn ha. Wow, 50 mảnh Obix Joker với Legion. Rồi, anh em mình thì đang được bán với giá là 379k các bạn à. Là được 50 mảnh ha. Wow, Legend với Heroic. Để mình xem coi ở đây còn bán gì nữa không nè. Wow, bán Orbit các bạn à. 50 Orbit thì 400 viên game. 400 viên game. Nếu mà cộng thêm 25 Orbit nữa thì ôi cha, anh em mình bế cái này thì tầm khoảng nhiêu ta, 500 mấy lần. Hai cái này cộng lại là khoảng 520. Ở đây nó sale còn là 548 ha. Đó, anh em nào cần những cái mảnh Orbit để nâng sao thì các bạn có thể mua những cái gói ha. Đây, khá là, nhưng mà giá game này nè, game này tầm khoảng 400, 408 nha. Wow, còn cái gói này thì anh em mình sẽ được 4 cái bet ha mọi người. Ôi chà, giá này tầm khoảng 499 ha. Rồi, anh em nào cần nạp những cái gói thì cứ việc liên hệ trực tiếp với mình nha. Mình nạp thì mình nạp bằng thẻ Visa cho nên là an toàn cho ạc của các bạn là 100% nha. Và mình thì nạp không có nạp giá rẻ nha mọi người. Rồi, còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nha.